chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Xà Lan Miền Tây nha. Đây là một chiếc tàu vuông khá là lớn nha các bạn, chạy trong đường rừng nè. Các bạn nhìn thấy cái màu đỏ với cái mũi tàu vuông kìa, các bạn thấy tốc độ khá là lẹ nha các bạn. Tới mấy cua trước anh ra tà vuông bút kèn để báo tín hiệu là anh ta đang đi tới đó các bạn. Anh ta là con khổng lồ và các bạn xem cái lái nước vận thử các bạn. Thì anh khổng lồ của chúng ta lúc nãy đang chạy tới cái cua đây các bạn. Thank you.
Dạ, có đặt luôn rồi. Hai máy á. Chạy hai tiếng máy lên nghe không xong với nhau. Mà thấy hai bên toàn là rừng không các bạn ơi, đẹp nha các bạn.